Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Có một chú em ở Quảng Nam thì có đặt em một chiếc băng số Q1 và làm với tính chất là dịch vụ, tức là phục vụ bà con ca hát và có sử dụng bản mixer. Thì em cũng đấu phối ghép vào bản mixer và nghiên cứu cài đặt và test thử âm xem là như vậy là cái chất âm của chiếc Q1 khi mà đi làm dịch vụ ghép bản mixer như thế nào. Thì có những cách làm nó khác nhau để cho chú này có thể là tiện trong vấn đề vận hành sử dụng ấy. Thì em sẽ làm như thế này, tức là về chế độ ấy, thì nó có rất nhiều chế độ để cho chú này chú ý sử dụng. Làm chú này đến 10 chế độ, trong đó có một chế độ FX rời. Thì giả dụ như cái chế độ phổ thông này chẳng hạn này, từ 1 đến 9 ấy, thì cái cổng main này này, cái cổng main này ra đầy đủ luôn nhá. Cổng main này ra đầy đủ luôn cả nhạc, cả mic này, cả music. Thì hai cái dây số 3, số 4 kia là đang kết nối ở cổng main. Trong trường hợp là chế độ phổ thông thì cái cổng main sẽ kết nối vào hai đường line trên bản mixer và mic là từ đầu thu cắm vào vang này. Thì chúng ta sẽ cắm nhạc vào vang số và như vậy là cái cổng main đưa lên bản mixer. Thì chúng ta sẽ căn chỉnh được âm sắc của cả nhạc cả mic nhé. Căn chỉnh được cả nhạc cả mic. Hiện giờ là đang chạy chương trình số 1 và tăng nhạc lên này. Thì ở cái line số 3, số 4 này ấy, thì kết nối với cổng main ở trên chiếc van số Q1 thì nó có cả nhạc, cả mic, cả effect nhé. Bởi vì lúc bây giờ là nhạc mình cắm vào vang, súp vẫn ra súp. Thế thì bây giờ là phần nhạc thì các bác nghe, anh em nghe rồi. Còn bây giờ là phần mic nhé. Bây giờ là phần mic. Thì cái line số 3, số 4 này là một cái hiệu ứng pha trộn sẵn, có cả nhạc, cả mic, cả effect, cả nhạc, mic, effect, nói chung đầy đủ hết. Thì bây giờ sẽ thử này. Thì chúng ta sẽ thay đổi được cái âm sắc nhé, trầm, trung, check này. Đây là một cái vấn đề mà em đã nghiên cứu về cái effect đầu vào và effect đầu ra nhé. Một chiếc vang số mà muốn ghép với một cái thiết bị nào đấy thì chúng ta phải làm effect đầu vào tốt, effect đầu ra tốt. Ngay cái vấn đề mà thay đổi về cái echo dịch vượt ở đầu ra này này, nó cũng là một cái vấn đề mà nó đòi hỏi phải là thẩm âm nhá, chứ không phải là thích echo tăng echo, thích dịch vật tăng dịch vật đâu. Ở đây nó đang thử âm ở trên cổng bên này. 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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
sẽ thay đổi ở các cái chức năng về âm sắc trầm trung check này để cho nó phù hợp với loa nhé, và xử lý chống rú rít luôn. Đấy là chế độ phổ thông. Thế còn cái chế độ mà FX rời thì sao? Ở đây có rất nhiều chế độ mà liên quan đến âm sắc và FX. Nó liên quan đến âm sắc và FX nhé. Các bác sẽ thấy được như thế này. Ở đây nó sẽ có rất nhiều chế độ nó liên quan đến âm sắc và FX. Thế thì bây giờ mình gọi cái chế độ FX rời này ra này. FX rời. Thì trong trường hợp FX rời thì sao? Thì sẽ làm như thế nào? Thì cái cổng main này ấy, ở chế độ FX rời nhá, chỉ lấy mỗi mic không thôi nhá. Ở cái chế độ FX rời thì chỉ lấy mỗi mic không, và cái cổng canter là lấy dì vọt này. Cổng canter lấy dì vọt và cổng sâu dao lấy e cho nhá. Thì cái cổng canter là line đầu tiên này, line số 1 này. À, cổng sâu dao line số 1 tức là e cho này, cổng số 2 là dì vọt. Là line số 2. Line số 2 là dì vọt, line số 1 là e cho. Và lúc bây giờ thì ở cái đường main này ấy, là nó chỉ là mic mộc thôi nhá. Ở đường main này nó chỉ là đường mic mộc thôi. Thì cái đường main này sử dụng một đường cũng được. Một đường cũng được để mic mộc này. Bây giờ là trong trường hợp mà FX rời thì cái đường main này là mic mộc này. 1 2 3 4 5. Đây là mic mộc này. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Cái đường 3 này là mic mộc nhá, kết nối từ cổng main nhá. 1 1 1 1. Đấy, đường này là đường ấy này, đường 3 này. 1 2 3 4 5. Còn bây giờ là e cho này. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Bản thân em đã căn FX đầu vào, FX đầu ra, và các bác anh em có thể là căn chỉnh thêm về cái phần âm sắc của phần hiệu nghe cho nhé. Thế bây giờ đây là dì vợt này. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Thế bây giờ là chúng ta sẽ pha trộn. Cái pha trộn này là khó này, pha trộn rất khó.
Chúng ta phải pha trộn được cái mix mộc này với dì vợt và e cho nhé, thì nó mới hay được nhé. Cái này nó đòi hỏi cái thời gian đấy, tỉ mỉ thời gian và thử âm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thì em nghĩ rằng là với cái cách làm như này thì là chú này luôn luôn kết nối ở trên bàn mixer cũng được. Giả dụ như là chế độ từ 1 đến 9. Từ 1 đến 9 này là thì cái cổng main ấy thì nó có đầy đủ cả nhạc, cả mic, cả effect. Thì là nó ăn theo cái đường line số 3, số 4. Thế còn ở chế độ effect rời thì cái cổng main này ấy là nó đã trở thành mic mộc này. Và chúng ta sẽ pha trộn cái mic mộc với lại echo reverb ở hai cái line 1, 2 nhé. Thì đây nó cũng là một cái mà em nghĩ rằng là nó cũng rất là tiện. Thế còn bây giờ chế độ bình thường này chẳng hạn, chế độ nịnh giọng nhé, chế độ nịnh giọng đây chẳng hạn thì vẫn có nhạc, vẫn có nhạc, có mic, có effect. Bởi vì lúc bây giờ là chúng ta đang kết nối ở trên cổng DL này. Đấy, thì giảm cái echo reverb này xuống này. Một. Thì đây là chế độ nịnh giọng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thì em nghĩ rằng là chất âm Q1 khá hay để đi làm dịch vụ đấy.